Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Tố Lê đang chạy trên đường Trần Hưng Đạo và đây là khu vực chợ Chùa Tàu. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng rồi, cho nên cái khu vực chợ Chùa Tàu này lượng người nó cũng thưa thớt hơn. Bây giờ thì ở cái khu vực này vẫn còn muối cá để đi đưa những cái thức ăn này ra cho bè tôm ở ngoài biển á. Và đây là cái khu vực buôn bán. Bây giờ thì họ buôn bán kéo dài từ trên con đường Trần Hưng Đạo này, dọc 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 rất là nhiều cái quầy đồ hàng thức ăn. Giống như là một cái chợ, nhưng mà ở đây họ tập trung họ bán ở ngoài trời. Đây là con đường dọc biển của thị trấn Vàng Giả. Đó, đây có quần áo nè, hàng chè, hàng rau, hàng trái cây, hàng thịt. Khi mà có một chiếc xe tải đi qua thì nơi này nó bị chật đường. Do ở đây họ buôn bán, họ dàn ra hai bên đường nó nhiều quá, cho nên cái diện tích con đường Trần Hưng Đạo nó bị hẹp lại. Đi chợ ở đây thì cô chú sẽ mua đầy đủ luôn, thịt gà, thịt heo, cá, mắm, rau, củ gì có hết á. Đây nè, đây là cái lưới hai họ dàn đây họ bán ngoài này. Cái lưới hai á. Ở đây mùa hè rất là nhiều trái cây, có bơm, không bơ nè, chôm chôm, ồ đủ loại trái cây hết á. Và đa số bà con thích đi chợ này hơn nè. Mình tắt vô mình mua lên anh Bảo. Sáng này nó có cái chùa cái ồ âm sùm kìa. Chuối ở đây khoảng có 10.000 một ký thôi. Tôi lê ghé mua ít lạng nấm. Ngừng chứ không?
mùa này mùa trái cây. Đi dọc dọc hết cả một con đường này thì hai bên bán rất là nhiều hàng hóa. Ở đây là trái cây nè. Ồ, chôm chôm cục thì đẹp quá chừng luôn á. Ở mình nè. Đây là khu vực dọc hai bên đường của Trần Hưng Đạo nha. Bây giờ thì tôi sẽ rẽ về tí xíu nữa. Cái khúc này á, nó có một cái chợ nhỏ nhỏ ở trên cái bờ kè biển á. À, bây giờ thì cũng để trễ rồi, chắc họ cũng dọn rồi. Mình chạy ra ngoài đó luôn. Đây, cái khu vực chợ ở ngoài này nữa nè. Xe xe ở ngoài này nữa. Hồi trước kia thì cái khu vực chợ này họ tập trung rất là đông. Nhưng mà bây giờ họ chia ra bớt ở trên đường Trần Hưng Đạo. Cho nên cái khu vực này bữa nay có ít người, thưa thưa hơn. Đi chợ ở đây thì tiện hơn, xe gửi ở đây luôn nè. Cho nên đa số bà con thích tập trung mua ở những cái khu vực chợ này. Vậy đây là cái cảnh quan buôn bán ở trên khu vực bờ kè biển của bạn Dễ. Bên này là biển nè, xe xe là bờ kè biển.
Chợ này thì các cô các chị tập trung lúc 5-6 giờ sáng, khoảng 10 giờ là tan à. Đỡ cái là bữa nay sáng nay chưa có nắng, chứ mấy bữa nắng chang chang á, tôi thấy mấy cô bán ở đây rất là cực. Nắng thì nắng chang chang, nắng chát chát luôn, mà mưa thì mưa dầm ướt mình ướt mấy, nhưng mà cũng phải ngồi ở ngoài mưa buôn bán khổ cực như thế này. Bây giờ mình kiếm đồng tiền đâu có phải là dễ. Trên cái khu vực đường Trần Hưng Đạo như thế này, dọc dọc thì cô chú muốn mua rau, mua ké, mua thịt, cái gì cũng có hết rồi. Cho nên đa số là bà con tập trung ở những cái khu vực chợ này đông hơn là chợ huyện. Em tên gì em? Đây là cái bì. Cái chù. Cái chù nhiêu ký chị? Còn cái bì bao nhiêu ký? Dạ. Ai mày về vạn dẻ hả? Ăn ké tươi lắm luôn mà nó rẻ nữa. Ké này tươi lắm. Chặt cái đầu, bả cái đầu ra đây. Em mực này bao nhiêu một ký em? 240 à. Ồ nó tươi quá, tươi luôn nè. Ở đây thơm bán trái, bao nhiêu một trái thơm em? Dạ, trái thơm 8 ngàn chị ạ. Ủa, sao bên đây rỉ có 8 ngàn hả? Dạ, mấy bữa 10 ngàn, 15 ngàn. Thơm tu bông hay là mình lấy ở đâu biết? Dạ, thơm tu bông á. À, thơm tu bông nè. Đây là quầy trái cây của em Thương, ở đây bán trái cây rất là nhiều. Em bơ bữa nay bao nhiêu một ký? Bơ không bê tư là 25 ngàn, còn bơ thái đi 1 ngàn. Ủa sao bên đây nó rỉ hả? Măng cục bao nhiêu một ký Thương? Còn chôm chôm? Ờ, chôm chôm 25, măng cục thì có 40. Rỉ quá hả? Dạ, đó là cảnh quan của khu vực đường Trần Hưng Đạo của thị trấn Hoàng Dã sáng nay. Thôi thì Tố Lê xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo nha. Xin chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Dạ, mặn 30.